Có thể một số bạn chưa biết thì Data Logging là một trong những tính năng cực kỳ quan trọng. Nó giúp cho chúng ta có thể theo dõi cũng như là truy xuất các cái dữ liệu của các cái biến mà chúng ta đã gán vào. Thì trong phần này Nam sẽ trình bày cho các bạn biết cách làm thế nào để thiết lập và tương tác với Data Logging ở trong phần mềm Blue. Ở trong cái thẻ Project Explorer, các bạn chọn cho Nam theo All Locking và tạo một cái Locking Group mới. Bên phải các bạn chọn Periodic để cập nhật liên tục và theo thời gian là 100 mili giây. Thì khi mà chọn giá trị để theo dõi thì Nam sẽ theo dõi mực nước của bể A và bể B. Thì chúng ta có thể hiển thị cái mực nước này thông qua một cái màn hình mới. Đó là Nam sẽ tạo một cái màn hình mới ở đây và Nam sẽ có sử dụng một cái Trend graph. Và khi đó Nam chọn Trend graph, Nam chọn vào Locking Group 1 để có thể lưu trữ dữ liệu. Và Nam chọn Channel 0 là tanh A, Channel 1 là tanh B. Thì Nam đổi màu của hai channel này để chúng ta có thể nhìn và nhận biết một cách dễ dàng hơn. Thì sau khi đổi màu rồi thì sẽ có một số cái là cái vùng thời gian cập nhật cũng như là những cái hiển thị. Thì cái này tùy vào sở thích của mỗi người mà chúng ta có thể chọn là hiển thị có kẻ ngang, đường kẻ dọc, căn lề hay là các đơn vị hay không. Và sau khi thiết lập xong rồi thì chúng ta có thể bắt đầu lưu lại và chúng ta thử chạy mô phỏng để xem là liệu cái dữ liệu của chúng ta đã chạy hay chưa. Có một điều lưu ý với các bạn là nếu như mà chúng ta muốn là khi mà cái máy bơm ở trang 2 chạy và cái dữ liệu ở trang 3 được lock vô thì chúng ta phải viết một cái strip, global strip, chứ không phải viết cái strip ở trên screen. Vậy nên là nếu các bạn nào lỡ viết strip ở trên screen rồi thì các bạn nên chuyển nó qua global strip. Thì sau khi mà cái Locking Data nó đã cho dữ liệu để chạy được trên graph rồi thì Nam sẽ tạo ra một số cái nút để điều khiển các cái chế độ của cái graph này, cái đồ thị này. Thì cái đồ thị này thì nó có một số chế độ, ví dụ như là hiển thị cả hai channel trên cùng một chỗ hay là hiển thị mỗi channel một ô. Bên cạnh đó là có thể hiển thị theo thời gian thực cũng như là coi các giá trị lịch sử và hiển thị channel 1 hoặc channel 2. Nên em sẽ tạo ra một cái nút là Export to USB để có thể xuất cái file lưu trong Locking Data ra ngoài khi mà chúng ta sử dụng HDMI. Thì khi đó thì các bạn có thể link trực tiếp cái toggle switch vô cái giá trị đó là object. Thì khi mà chọn Object thì các bạn sẽ chọn Vision Grab và lựa đúng cái giá trị mà mình muốn thay đổi. Thì đây là một trong những thứ mà Nam thích nhất của cái chương trình này, tại vì nó cho phép mọi người tương tác giữa các thiết bị với nhau thông qua một cái đường link rất là ngắn gọn thôi, là bấm một cái là vô liền. Thì bây giờ chúng ta sẽ chạy mô phỏng. Như các bạn đã thấy thì các cái nút bấm hoạt động rất là hiệu quả cũng như là chính xác. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị tới cái nút tiếp theo, đó chính là nút Export to USB. Với nút này thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái strip. Thì khi đó chúng ta sẽ phải chỉnh cái chế độ của cái Locking Group là có thể xuất ra ngoài bằng cổng USB. Sau đó chúng ta sẽ quay lại cái trang hồi nãy để chúng ta viết một cái strip cho cái nút này. Thì để viết một cái strip thì chúng ta, như Nam đã trình bày ở mục phần 5, thì chúng ta chỉ cần sử dụng các cái hàm cơ bản thôi. Tuy nhiên là có một cái vấn đề là do Nam đang chạy mô phỏng cho nên là chúng ta không thể nào mà xuất được cái giá trị thực tế ra ngoài USB, trừ khi nào mà chúng ta có một cái HDMI gốc và chúng ta kết nối USB vào đó, thì khi đó lúc mà chúng ta bấm cái nút Export to USB thì nó sẽ hiện ra cái file. Còn hiện tại thì Nam chỉ đang hướng dẫn mọi người và Nam không thể xuất file ra được vì Nam chạy giả lập.